hoặc là đăng nhập. Tuần vừa qua có thể được xem là một tuần bóc phốt tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID trên iPhone 10 và đỉnh điểm trong số đó chính là vụ dùm beng khi mà BKAV tổ chức họp báo để công bố cách mà họ đã vượt qua tính năng Face ID này như thế nào bằng những thứ khá là đơn giản và có giá rẻ chỉ khoảng 150 đô la Mỹ. Và mặc dù việc họp báo của BKAV thì cũng đã gây ra một số phản ứng trái chiều trong dư luận, tuy nhiên thì có một điều chắc chắn, đó là Face ID có thể bị vượt qua một cách tương đối là không phức tạp. Và chúng ta ngay bây giờ sẽ cùng xem một đoạn video tóm tắt để cùng xem là BKAV đã thực hiện như thế nào. Vâng. Wow. Vâng, rất dễ dàng để mở khóa. Và đây, nó sẽ yêu cầu chủ nhân phải nhìn trực tiếp vào cái điện thoại thì điện thoại đó nó mới được mở khóa. Để chứng minh cái chiếc điện thoại này là của tôi thì tôi sẽ thử mở khóa bằng chính khuôn mặt của mình. Vâng, nó đã tự mở. Là nó đã nhận ảnh 2D, bởi vì trên cái mặt ở đây của tôi là tôi dùng cái ảnh 2D, tôi dán lên cái khung 3D. Đây chính là ở đây có một cái ảnh là lúc nãy chúng tôi cũng thử cắt đây. Mọi người rất là ngạc nhiên là tại sao cái mặt nạ của BKAV rất là đơn giản, nó chỉ hết 150 đô la Mỹ. iPhone 10 ấy, nó có thể phân biệt là đâu là mặt thật tất cả và hay là đâu là cái mặt nạ tất cả. Tôi đặt ra câu hỏi là vậy nếu như một nửa thật, một nửa giả thì thế nào? À, đừng để cho nó là giả cả, nó chỉ một phần nửa là thật, nửa là giả thì nó sẽ bị đánh lửa. Và quả nhiên kết quả đã thấy như vậy. Cái mũi là chúng tôi làm bằng silicon, nó sẽ gần giống thật nhất. Chúng tôi cũng chỉ để một phần bằng dính giấy, giá khoảng 50 cent, tức là 10.000. Khi chúng tôi làm như vậy thì cái AI nó sẽ không nhận ra đây là cái mặt nạ nữa. Chúng tôi cần từ 8 đến 9 tiếng để từ khi mà có một cái điện thoại, chúng tôi tinh chỉnh cái mặt nạ để làm sao cho nó mở khóa được cái điện thoại. Cái quy trình này nó sẽ được rút gọn xuống khi mà chúng tôi tiến hành những cái cải tiến. Chúng tôi sẽ nói với nhà sản xuất để họ có thể khắc phục. Các cái tổ chức an ninh quốc gia hay là các lãnh đạo quốc gia, các tập đoàn lớn hay là các tỷ phú là những người cần để ý cái này. Chúng tôi là những nhà nghiên cứu về bảo mật, là những nhà nghiên cứu về an ninh. Và đây là công việc của chúng tôi. Việc BKAV phát hiện được ra vấn đề của Face ID được cho là một việc làm rất đáng hoan nghênh và nó cho thấy cách tiếp cận vấn đề rất đa chiều và sáng tạo. Tuy nhiên thì việc BKAV tổ chức một cuộc họp báo thì lại gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Tuy nhiên chúng ta sẽ tạm thời không bàn về nó ở đây mà hãy bàn đến một cái cạnh khác. Đó chính là trong tuần qua cũng có không ít những cách khác để vượt qua được Face ID đơn giản hơn BKAV rất là nhiều, không cần đến những kỹ thuật phức tạp. Xét về ưu điểm thì BKAV đã dạy cho chính Apple và công chúng một bài học của giới bảo mật. Đó là không có một thứ gì trên đời này là an toàn tuyệt đối. Ai cũng sẽ phải đối mặt với mối đe dọa kinh khủng nhất tiềm tàng, bởi vì mọi kẻ tấn công đều có những kỹ thuật hoàn hảo. Tuy nhiên tính thực tiễn ở đây lại là một câu hỏi lớn nhất, bởi vì nếu có ai đó định truy cập vào điện thoại của bạn thì kẻ đó trước hết phải có được bức ảnh 2 chiều và 3 chiều của bạn. Hiện đã có những thiết bị chụp ảnh 3 chiều nhỏ gọn, ví dụ như là điện thoại Sony Xperia XZ1 tái tạo được toàn bộ phần đầu người, và kịch bản tương lai là có thể tạo ra được những mẫu thử chỉ từ ảnh chụp. Nhưng cơ bản là kỹ thuật của BKAV vẫn đòi hỏi phải có số đo chính xác về các chi tiết quan trọng nhất trên khuôn mặt của nạn nhân. Và có vẻ như Xperia XZ1 cũng không phải là thiết bị đã tạo ra được một hình ảnh in 3D hoàn hảo cho chiếc mũi mà BKAV đã thử nghiệm. Yêu cầu thứ hai là kẻ tấn công phải có sẵn trong tay điện thoại của nạn nhân để có thể tiến hành các thử nghiệm. Bản thân BKAV cũng đã cho rằng đích ngắm của kỹ thuật này là các tỷ phú, lãnh đạo tập đoàn lớn, lãnh đạo đất nước hay là các cơ quan như là FBI. Còn với người bình thường, phương thức của BKAV bị truyền thông thế giới đánh giá là vừa không phải là dạng tấn công phổ biến, mà cũng chẳng có ai đủ rảnh rỗi để nhắm vào bạn theo một cách khó khăn đến như thế, bởi vì bạn không phải là người điều hành đất nước hay là hoạt động tình báo ngầm gì cả. Nếu như có ai đó thực sự định truy cập điện thoại của một người bình thường thì có những ví dụ đơn giản hơn. Cậu bé Amma 10 tuổi, học lớp 5, trong lúc nghịch điện thoại mới của bố mẹ đã ngay lập tức mở khóa được điện thoại của mẹ. Anh Malik và chị Sana, bố mẹ của bé Amma, đã hết sức sững sờ. Sau đó khi cho đứa con nào đó may mắn có thể mở điện thoại và nó làm bất cứ thứ gì chúng muốn, ví dụ như là mua hàng linh tinh gì đó trên mạng chẳng hạn. Người ta cũng tìm ra ngày một nhiều hơn những ví dụ về những người thân hay là thậm chí là những người bạn trông chẳng có vẻ gì là quá giống nhau, thậm chí có khi chỉ cùng nhau có một đặc điểm là đeo kính nhưng vẫn vượt qua được Face ID. Hiện nay Apple chưa đưa ra bất kỳ một câu trả lời cho vấn đề nào về Face ID trong những ngày qua, nhưng nếu như không có cách khắc phục thì đây sẽ là một cái sai chết người cho quả táo khi mà họ loại bỏ cảm biến vân tay, chỉ để lại duy nhất một lựa chọn bảo mật sinh trắc học còn nhiều hạn chế như là Face ID. UC Browser, một trình duyệt trên di động rất phổ biến, trong tuần vừa qua thì đã bị Google tạm thời gỡ khỏi khóa ứng dụng Google Play Store vì có chứa một tính năng vi phạm chính sách của Google. Tuy nhiên nhân dịp này, người ta cũng đã có cơ hội để lật lại một số những vấn đề khác của trình duyệt này, ví dụ như là tình trạng gian lận lượt tải, cài cắm những quảng cáo độc hại, hay là bên cạnh đó còn có một số những hoạt động mang đậm tính của một ứng dụng Trung Quốc, đó là thu thập dữ liệu người dùng để gửi về phía Trung Quốc. Theo trả lời từ phía UC Web, công ty trình duyệt hiện nay trực thuộc tập đoàn Alibaba, thì lý do để UC Browser bị gỡ khỏi Google Play là do có một tính năng không tuân thủ chính sách của Google, chứ hoàn toàn không phải là do có vi phạm về bảo mật hay là phát tán mã độc. Nhưng mà hãng này thì vẫn tỏ ra mập mờ khi mà không nói rõ được tính năng vi phạm là tính năng gì. UC Browser bị Google phạt 7 ngày tạm gỡ bỏ, bắt đầu từ ngày thứ Hai 13 tháng 11 vừa qua. Hiện nay thì UC đang phát triển phiên bản mới loại bỏ tính năng vi phạm và đã được trình lên Google để xem xét duyệt. Sự việc lần này thì ảnh hưởng không nhỏ đến người dùng UC Browser hiện tại, bởi vì đây là một trình duyệt rất phổ biến trong hàng chục năm vừa qua, từ thời còn sử dụng điện thoại cục gạch. Trước khi mà bị Google tạm gỡ thì nó đã cán mốc 500 triệu lượt tải trên Google Play, chiếm đến hơn 50% thị phần trình duyệt di động tại Ấn Độ. Phiên bản Android của UC Browser sở hữu hàng loạt các tính năng độc đáo mà các trình duyệt như là Google Chrome hay là gốc Google Chrome không có, ví dụ như là điều khiển bằng cử chỉ, trình xem video cực kỳ ưu việt, chặn quảng cáo. Tuy nhiên càng về sau thì UC Browser càng lộ rõ bản chất của một ứng dụng Trung Quốc khi mà nó bổ sung những tính năng nhảy sổ ra ở thanh thông báo hay là màn hình khóa rất khó chịu, và nó còn có một số chiêu trò gian lận và độc hại để kích cầu lượt tải về. Nhân vụ ứng dụng bị xóa thì người ta cũng lật lại nghi ngờ hồi tháng 8 của chính quyền Ấn Độ về việc là UC Browser chuyển dữ liệu của người dùng về máy chủ ở Trung Quốc. Thậm chí là ngay cả khi đã gỡ cài đặt trình duyệt thì nó vẫn kiểm soát hệ thống phân giải tên miền DNS của máy. Điểm chấm hệ thống của chiếc Galaxy S9 ra mắt vào năm 2018 thì mới đây đã bị lộ. Tuy nhiên nếu như chúng ta cứ so nó với bên nhà iPhone thì chắc chắn là Galaxy S9 sẽ hoàn toàn không có cửa để so sánh, bởi vì iPhone năm nay đã làm quá tốt về mặt trang bị cấu hình. Mẫu máy bị rò rỉ ở bài kiểm tra Geekbench mới đây có tên mã là SMG960F, và đây chính là bản quốc tế một SIM của Galaxy S9 nếu như chúng ta xét đến truyền thống đặt tên của Samsung từ trước đến nay. Máy này chạy trên bộ xử lý Exynos 9810 mới được công bố cách đây ít ngày. Tuy nhiên khá khó hiểu là trong khi Galaxy Note 8 đã được trang bị bộ nhớ RAM mặc định là 6GB thì S9 bị lộ điểm này chỉ có RAM là 4GB. Điểm chấm hệ thống bằng Geekbench của S9 thì đạt 2.680 điểm đơn lõi và 7.787 điểm đa lõi. Và như vậy là nếu như so với S8 của năm nay thì chiếc S9 sẽ có hiệu suất xử lý đơn lõi nhanh hơn khoảng 37% và đa lõi nhanh hơn khoảng 21%. Tuy nhiên điều Samsung cần làm là tối ưu trải nghiệm sử dụng thực tế, bởi vì nếu như cứ lấy cấu hình ra để đọ thì máy Samsung sẽ thua toàn diện nhà iPhone cả về hiệu suất xử lý trên lý thuyết cũng như là trải nghiệm sử dụng thực tế. Điểm chấm bằng Geekbench của chip A11 Bionic trên iPhone 10 thì đạt những con số vô cùng khủng khiếp: 4.197 điểm đơn lõi và 10.051 điểm đa lõi, tức là nó ngang hàng với cả máy tính và gấp từ 1,3 đến gần 1,6 lần so với điểm bị rò rỉ của S9. Về ngoại hình thì Galaxy S9 nhiều khả năng sẽ kế thừa kiểu dáng của S8, nhưng nó điều chỉnh lại vị trí cảm biến vân tay phía sau và vẫn không thể đưa nhận diện vân tay vào dưới màn hình như kỳ vọng. Người ta cũng đang đưa ra một khả năng, đó là nút bấm Bixby sẽ bị loại bỏ. Và đó là một số nội dung nổi bật mà S-Channel muốn mang đến cho các bạn trong bản tin S News tuần này. Chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau trong tuần sau. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.